Hello teacher. Hello. 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 Can you hear me? Việt Khoa có nghe cô nói không? Chào cô. Có, nhưng mà lúc đầu cô đọc qua nó hơi rẻ. Ok. Bây giờ đã rõ hơn chưa? Bây giờ rõ hơn rồi ạ. Ok. Lớp mình là còn 5 bạn đúng không? Có 6 à? Hình như là các bạn chưa vào đủ thì phải. Các bạn mở mic lên nói chuyện với cô một tí nào. Vâng cô ạ. Có thấy ai bạn lạ như này không? Sao lại có hai lít anh Thái thế này? Tôi thoát ra một máy rồi mà. Mình chờ các bạn thêm 5 phút nữa nha. Ok. Vâng cô ạ. Ok, vậy thì có vẻ như là các bạn sẽ vào muộn nên là mình sẽ bắt đầu trước nha. Các bạn bật bật mic lên nói chuyện với cô nào. Vâng cô ạ. Hello.
Hiện tại đang bạn Khoa xin nghỉ, còn vẫn thiếu bạn Quỳnh Chi đúng không? Vâng. Ok. Giới thiệu với các bạn, cô là giáo viên mới của lớp mình và cô tên là Khánh Linh. Tên tiếng Anh của cô là Kaylee. Và sở thích của cô là đi du lịch này, học tiếng Anh cũng như là nhảy múa. Không biết là các bạn có câu hỏi gì muốn đặt cho cô không? Con không có. Không có gì để hỏi à? Suy nghĩ xem có muốn hỏi gì không? Có. Ok. Cô tên là gì cô? Cô tên là Khánh Linh. Đây là cô viết trên màn hình này. Anh Thái bật bật cao lên nào. Các bạn là có quen nhau ở ngoài không hay là chỉ học biết nhau online như này? Cô có chỉ biết nhau online như này thôi cô ạ. Như này thôi đúng không? Các bạn là lớp 3, lớp 4 đúng không? Vâng ạ. Con lớp 3. Con lớp 3, anh Thái lớp 3, còn ai lớp 4? Con lớp 4 rồi cô ạ. À, anh Thái lớp 4, còn bạn nào lớp 3 thế? Trong lớp này chả có ai lớp 3 đâu cô. Có. À. Con lớp 5. À, Gia Bảo lớp 5, còn các bạn khác là lớp 4 đúng không? Ok, vậy thì cô... Con lớp 5 cô ơi. Cô... Ok, vậy thì cô muốn các bạn giới thiệu về bản thân mình cho cô để cô biết được không nào? Bắt đầu từ bạn Việt Khoa đi. Can you introduce yourself in English? Việt Khoa, can you introduce yourself? My name is Việt Khoa. I am 11 years old. I like play football and my favorite color is... What is your favorite color? Let's think. Không nghĩ ra. It's red. Red? You like red? Yes. Okay. Anything else? Các bạn có thể giới thiệu bản thân mình ngoài những cái mà cô ví dụ cho nhận ở trên này thì các bạn có thể giới thiệu ở phần ngoài cũng được. Yeah, và cô rất là sẵn lòng muốn nghe các bạn chia sẻ. Ok, ví dụ như là ra nhìn các bạn có mấy người này, bình thường các bạn sẽ làm gì vào lúc rảnh rỗi này? Được không? Ok, let's move to bạn Gia Bảo đi. Can you introduce yourself? Yes. Ok. My name is Bảo. I'm 8 years old. I like... I like football, and my favorite color is red. You like red? Yes. You and Việt Khoa had the same favorite color is red. Hai bạn có chung sở thích về màu sắc đấy chính là màu đỏ và cũng như là đá bóng. Thế Gia Bảo học trường nào? What is your school? High school
Tân Phương Primary. What? Can you repeat it? Bạn là học trường gì nào? Tôi học trường tiểu học Tân Phương. Tân Phương. Okay. Okay, let's move to bạn Anh Thái. Can you introduce yourself? My name is Thái. I'm 9 years old. I like football and my favorite color is red. Oh. I'm a pupil in tiểu học như 2P primary school. Thái học trường gì? Con học trường tiểu học của nhuế 2B cô ạ. Cổ nhuế 2B hả? Vâng. Ok. Cô nhận ra là ba bạn có chung sở thích, đấy chính là đá bóng và màu đỏ. Vậy thì hy vọng là khi nào mà mình có cơ hội gặp nhau thì mình sẽ có một buổi đá bóng được không? Ba bạn thì có đủ đá bóng không? Tất nhiên là không đúng không? Ok. Before getting into the lessons, I want you guys to play a game. Do you want to play a game? Yes. Ok. Cái game này thì cô sẽ một phần là muốn kiểm tra tốc độ nhớ từ của các bạn cũng như là cái số lượng từ mà các bạn về biết về một chủ đề. Ok, let's move to the game round 1. You have to list some like colors that you know. Và theo thứ tự là bạn Tiến, Gia Bảo, Anh Thái cũng như là Việt Khoa. Các bạn sẽ lần lượt kể cho cô những cái từ vựng mà các bạn biết về màu sắc. Ok, let's start. Orange. 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 Ok. Pink. Mỗi bạn sẽ được nói một từ. Và sau khi hết lượt ba người thì bắt đầu đến vòng đầu tiên đúng không? Anh Thái. Purple. Can you... Purple. Ok. Purple. Việt Khoa. Red. Red. Okay, your favorite color. Brown. Blue. Blue. Anh Thái, can you pay attention pink. To the lessons? Pink. Pink. Okay. Việt Khoa. Brown. Brown. Okay. Black. Black. Yep. Move to Anh Thái. Brown, gray. Gray, okay, gray. Anything else? Ở Việt Khoa? Gì nữa? Let's think. Yellow. Yellow, that's cool. Okay, anything else? Gia Bảo? Còn màu nào nữa không nhỉ? Còn đúng không? Green. Green. Okay, that's cool. And Anh Thái, do you know any colors? What? Màu gì? Màu gì nhỉ? What? Xanh biếc. Ai có thể giúp Anh Thái không? White. White. Okay. Ai là từ white đấy? Bạn biết tiếng Gia Bảo. Dạ. Do we have any colors? Orange skin. What? Da cam. Orange is already on the first place. Màu cam được viết ở trên cùng còn gì? Chữ đầu tiên đây. Em bảo là orange skin.
Màu da cam hả? Okay, do you guys know any colors? Just think about like any colors that didn't mention on the board. Có màu nào mà chưa được đề cập đến ở trên bảng không? Ok, vậy thì mình sẽ chuyển sang round 2 được không? Được. Let's move to the round 2. It's about body parts. Là về bộ phận con người. Ok, let's start. Hand. Arm. Okay. Head. Anything else? Arm. Anything else? Ear. Eyes. Mouth. Anything else? Mouth. What? Mouth. Nose. Okay. Wait a minute. Knee. Okay, wait me a minute. Knees. We have a nose. Anything else? Knee. What? Knee. Okay. Anything else? A lot. We have a lot. Các bạn có thể nhìn trên gương mặt mình và bắt đầu kể ra. Ví dụ như là we didn't have eyebrow, right? Good. Eyebrow. Or we have mouth. Or we have lips. Môi. Ở bên này có cái gì? What? Teeth. Teeth. Okay. Anything else? We have legs, right? We have neck. Foot. Okay, that's cool. Foot. Or we have stomach. Bụng, đúng không? A lot. Ankle. Mắt cả chân. Toe. Shoulder. Shoulder là gì các bạn? Vai. Đúng rồi, vế mà không nhớ ra. Thế thì mình có gì nữa nào? Để sau. Con để sau à? Thế bây giờ con có từ gì nào? Let's think. Còn chút. We have chest. Là gì? Chest. Để con chút. Chest là ngực. Hoặc là forehead là trán. Hoặc là we have waist. Mình không biết được. What? Tóc. Hair. Ok. Thì các bạn cũng có biết một khá là hầu hết những cái từ vựng về body part đúng không? Ok, vậy thì let's move to the round 3, family member. What do we have about family members? Dad. Anything else? Mother. Các bạn khác cũng phải phát biểu lên đi, như bạn ra bảo đi. Sister. Brother. Baby. Cousin. Cousin. Okay. Anything else? Grandpa. Uncle. Grandpa. Grandma. Okay. That's cool. Anything else? Uncle. And? Aunt. What? Go. Aunt. Okay. We have? Baby brother.
Baby brother. Baby, yep. Baby sister. Baby sister. Okay. Anything else? Brother younger. Younger. Younger brother or like younger sister. Younger sister. That is the same. And what do we have? The one, two. Okay. Con biết. Oh, rapper. What? Can you write on the box chat? Vâng quá. Yeah. Các bạn có thể đánh vào phần box chat cũng được. Để cô có thể theo dõi. Old woman. Hi guys, can you write it on the box chat about family member? Oh, grandpa là ông cố, đúng không? Oh, grandma là bà cố, đúng không? Ngoài ra thì mình có nephew là cháu gái hoặc là cháu trai. Đúng rồi. Parent. Không phải. Parents. Right. Pass. What? You can write on the box chat to let me know. Yes. What do we have? Wife. Husband. Okay. A lot. Parents. Husband. To write in English, okay? Cô bảo là các bạn sẽ phải, khi mà vào lớp học thì cô mong là các bạn sẽ nói tiếng Anh nhiều nhất có thể, bởi vì mình đang học tiếng Anh mà. Grandparents. Okay. Vậy là trò chơi hâm nóng kiểu warm up của chúng ta sẽ kết thúc ở đây và bây giờ chúng ta sẽ chuyển vào bài học. Có được không nào? Okay. Hôm trước là các bạn đã học xong lesson 4 đúng không? Học xong lesson 4 của chương 10 đúng không? Unit 10 đúng không? Hi. Can anyone repeat the last lesson? Okay, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ move to the lesson 5. Okay, can have you open your class book? Have you opened your book? Biết rồi, mày không phải ấy. Have you opened your book? Can you answer me? Guys, các bạn đã mở sách chưa? Hello. Okay. Ok, mình sẽ bắt các bạn sẽ phải đồng thời mở cả sách Classbook và Workbook cho cô nhé. Các bạn đã mở chưa? Rồi cô. Mở chưa nhỉ? Hello. Yes. Ok, vậy thì mình sẽ bắt đầu nha. Listen, point and repeat. Ok. Các bạn có nghe thấy cô, cái mic của cô không? Yes. Cái phần bài đọc ấy, cái loa của cô ấy. Đây nha, để cô
để cô bật xong rồi là các bạn có nghe được không nha. Các bạn có nghe gì không? Alo, can you hear me? Yes. Ý cô là nghe cái phần bài nghe ấy, không phải là nghe cô nói đâu. Đây nha, cô sẽ im lặng này, xem là các bạn có nghe được cái phần bài nghe của đài không nha. Hình như là không nghe đúng không? Vâng. Ok, vậy thì mình sẽ đọc theo cô nha. Shout. Shout. Các bạn bật mic lên và đọc theo cô nào. Shout. 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 Chase. 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 Catch. 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 Okay, meet. Meet. Cross. 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 Laugh. 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 Này, các bạn nhìn miệng cô này. Laugh. Mình sẽ có âm phở ở sau. Laugh. 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 Rồi, laugh. Laugh. Ok, cô mời bạn anh Thái đọc cho cô nào. Laugh. 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 Nhìn miệng cô này, laugh. Mọi người có nghe âm phờ của cô không? Laugh. 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 Này. Laugh. Mình sẽ phải bật cái âm phờ cái đây này này. Cái đuôi GH ấy mình sẽ đọc là âm phờ. Laugh. Laugh. Ok, đọc từ đầu cho cô nào. Shout. Chas. Cô mời bạn anh Thái đọc từ đầu cho cô nào. Shout. 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 Chase. Chase. Catch. Catch. Meet. Meet. Cross. Cross. Laugh. Laugh. Các bạn đã biết hết nghĩa của những từ này chưa? Mở vở ra và đi. Chưa. Rồi. Ok, vậy thì open your notebook and write these five, these six vocabularies. Open your notebook and write it down. Mở vở ra và ghi hết những từ vựng này vào cho cô nha. Việt Khoa, đang trung học không đây? Ngồi nghiêm túc nào. Mở vở ra và ghi hết 6 từ vựng này vào cho cô. Shout. Có biết là từ này à cô? Đúng rồi. Shout. Shout. Chase. 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 Catch. Chase. Pass. Meet. Meet. Pass. Pass. Laugh. Laugh. Okay. Shout. Cô mời bạn Gia Bảo nào. Shout. Chase. Catch. Meet. Laugh. 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 Okay. Shout, chase, catch, meet, cross, and laugh. Shout có nghĩa là gì? Shout có nghĩa là gì nhỉ? Shout. Các bạn mở ra và ghi cho cô luôn nha.
Shout. Nghĩa là động từ là hét lên, hét. Được chưa? Chase. Đuổi. Catch. Bắt. 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 Đúng không? Catch the ball. Ok, meet thì quá dễ rồi đúng không? Meet là gặp gỡ. Gặp gỡ. We have crossed là đường. Qua đường. Qua đường. Cross the road. Oh, the last one is laugh. Là cười. Người nhớ cách đọc của từ laugh này nha. Cái đuôi nó sẽ là laugh. 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 Cười. Ok. Vậy thì bây giờ mình sẽ làm bài 1 ở trong workbook. Đó chính là giải ô chữ. Dễ cô. What? Okay. Do can anyone tell me the word in light two is you have to look at the picture too and guess the word belong to this activity. Can you understand my voice? My word? Can you understand it? Các bạn sẽ phải nhìn vào bức tranh và đoán cái hành động của cô này hoặc là các bạn đang làm gì. Và mình sẽ điền vào ô chữ đấy xong rồi tìm ra cái câu hỏi là what word is the same at top loudly. Ok, cô mời bạn hai, bạn Gia Bảo trả lời câu số 2 nào. What is this activity? Catch. Is that right, anh Thái? Dạ cô. Gia Bảo vừa trả lời gì nhỉ? Catch. Catch. Okay. Catch. We have catch. Here. Thứ hai là. We have catch here. Catch. Okay. Cô sẽ để tạm tạm như này nha. Okay. What is the word belong to the activity 3? Cô mời bạn Việt Khoa nào. What word is belong to the activity 3? Việt Khoa, can you turn on your mic and answer my question? Nhà con có tiếng hơi ồn cô ạ. What? Nhà con có tiếng hơi ồn. Nhà con tiếng hơi ồn. Vâng. Can, okay, vậy thì can you answer the question 3? Ba con điền là cross. Cross, okay. Cross, that's cool. Okay, sorry. Ok, vậy thì anh Thái, can you answer the picture 4? What is picture 4 là love. What? Love. Laugh. Love. Laugh. Love. Ok, laugh. Các bạn nhớ là phải đọc đúng cái từ này nha. Cái từ này rất là khó phát âm thì rất là nhiều người sai.
Love. But repeat cho cô nào. Love. Love. Các bạn có đang thấy cô đang xem màn hình không? Không ạ. Ok, vậy thì cô sẽ share lại nha. Share này. Can you see my screen? Yes. Okay. Love. So, what is the activity 5? Can anyone tell me what is the activity 5? Hello. Turn on your mic and answer my question, okay? Anyone can tell me what is the activity 5? Cô mời bạn Việt Khoa nào. Activity 5, what is activity 5? Việt Khoa. Hello. Việt Khoa. What are you doing? Hello, cô đang có điện là meet. But what are you doing? I have called you several times, but you didn't answer me. You didn't pay attention to the class. You didn't pay attention to the lesson. So, what are you doing? Okay. Vậy bạn nào đã biết được cái từ the same meaning as talk loudly? What do we have? What word is the same as talk loudly? Hãy trả lời vào ô chat cho cô nào, đồng thời các bạn. What word is the same as talk loudly? Tất cả các bạn hãy trả lời vào box chat cho cô nào. What is the same as talk loudly? Là gì cô? Ý nghĩa là gì ạ cô? Ý nghĩa là từ nào có đồng nghĩa với việc là nói lớn. Talk loudly. What is? We have to look at this. And we have to find the word have the same meaning as talk loudly. Talk loudly là nói lớn. Vậy thì từ nào có đồng nghĩa với nói lớn? Các bạn thử trả lời giúp cô nào. Hello. Việt Khoa. Con gửi rồi cô ạ. Ok. Shout. And anh Thái, còn ai nữa nhỉ? Còn bạn nào nữa nhỉ? Bạn nào chưa trả lời cô nữa nhỉ? Việt Khoa. Việt Khoa chưa trả lời cô. Không. Ok, các bạn phải ghi vào vở bài tập cho cô nha. Ok. Let's move to the activity 3. Listen and read. Ok, bây giờ cô sẽ mở và các bạn sẽ nghe nha. Sau đấy mình sẽ đọc lại. Wait a minute. Okay.
Can you hear? Các bạn có nghe không? Yeah. Yes. Nghe cái loa không? Có. Ok. Vậy thì mình sẽ phải listen và sau đấy sẽ mình sẽ đọc lại nha. Ok, các bạn đã nghe được chưa? Nãy giờ các bạn có nghe không? Alo, trả lời cô nào? Các bạn có nghe không? Có. Ok, vậy thì mình sẽ nghe lại một lần nữa. Và sau đấy thì mình sẽ luyện đọc nha. Có cơ không nghe thấy. Các bạn không nghe thấy à? Vâng. Không nghe thấy gì luôn. Vâng. Ok, vậy thì cô sẽ... Đây, các bạn sẽ nghe phần bên này nha. One day, an old woman makes a gingerbread man. When it is ready, the old woman wants to eat him. But the gingerbread man laughs and shouts, "Run, run, run if you can! You can't catch me! I'm the gingerbread man!" The old woman is angry. She chases him. The gingerbread man meets the cat. The cat wants to eat him. Con nghe nó gì ạ? Bị dè à? Vâng. Không nghe được gì luôn à? Có nhưng mà dè lắm cô. Hay lắm à? Ok. Vậy thì chờ cô một tí để cô fix cái lỗi này nha. Nhưng mà cô nói bình thường này như này không dè đúng không? Vâng. Cho tôi một...
Bây giờ bọn mình nghe lại nha. Listening 86. Listen and read. One day, an old woman makes a gingerbread man. When it is ready, the old woman wants to eat him. But the gingerbread man laughs and shouts, "Run, run, run if you can! Nó vọng tiếng luôn cô ạ. Nó vẫn bị dè à? Nó vọng tiếng luôn cô ạ. Ok, vậy thì bây giờ mình sẽ, cô sẽ đọc nha. Các bạn sẽ đọc theo cô, ok? Sorry các bạn vì cái lỗi mic của cô hôm nay nó không, tự nhiên nó không chạy được cái loa ấy. Okay. One day, an old woman makes a gingerbread man. Các bạn sẽ phải repeat theo cô nha. Hello. Okay, vậy thì các bạn có muốn chơi game một xíu trước khi mình tiếp tục học không? Có muốn chơi game một xíu để trước khi mình quay lại học không? Có. Say yes. 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 Okay. You guys have to remember. Các bạn sẽ phải nhớ vị trí và những cái bức ảnh đấy ở vị trí nào. Okay. Bánh mì. Yeah. Ta sẽ cho. Okay. Các bạn đã thấy trên màn hình chưa? Rồi ạ. Ok. Mình sẽ phải nhớ vị trí của từng bức ảnh và sau đấy người ta sẽ cho bức ảnh ý nào ở vị trí nào thế bạn sẽ phải trả lời được đúng không? Ok. Let's remember the locations of the pictures. Nhớ nào. Cố gắng nhớ hết sức có thể nào. Ok. Can you repeat? Let's remember all the image and location. Okay, can anyone tell me the locations of the globe? Cô mời bạn Việt Khoa. Cô là Six. Okay, let's see if Six. Vậy thì anh Thái, cái găng tay này ở số mấy? Con đưa cô cái găng tay này ở số 5 cô ạ. Ok, vậy là đáp án của Việt Khoa là số 6, còn anh Thái là số 5 thì mình sẽ xem là bạn nào đúng nha. Let's see who is right. 5. Ok, vậy là anh Thái là đúng nha. Who is the winner? Việt Khoa đã đúng đúng không? Yeah. Okay, let's move to the round 2. Let's remember all the pictures.
Và điều kỳ lạ là họ luôn chiến thắng, kể cả khi kẻ thù đông hơn gấp bội. Chiến tranh John Kippur năm 1973 là một... Cô mời ra bảo. Six. Where is the location of the water? Số 6. The location of the water is in box 6, right? Việt Khoa, is that right if the water is in box 6? Yes. Yes? Okay, let's see if it was right. Mẹ ơi! Ok, that's cool. Tuyên Dương hai bạn, Việt Khoa và Gia Bảo đã trả lời đúng. Ok, bây giờ cô sẽ dành vị trí trả lời cho bạn Anh Thái nha. Anh Thái hãy tập trung nào. Ok. Where is the location of the tape? Vị trí của cái băng dán là đâu nhỉ? Anh Thái, can you remember it? Là vị trí số 1 cô ạ. Số 1, ok. Ai có đáp án khác không? Hãy mở mic và nói cho cô nghe nào. Open. Con cô. Yep. Con chọn là 4. Việt Khoa trả lời là box 4 đúng không? Là số 4 đúng không? Vậy thì Gia Bảo nào? Là số mấy nào? Hello? Gia Bảo? Can you? Dạ. Gia Bảo nhớ là số mấy? Số 4. 5. Ok. Việt Khoa và Gia Bảo có câu trả lời là số 4. 3. Đúng không? Còn anh Thái, nhắc lại cho cô câu trả lời của anh Thái nào. Câu trả lời của con là số 1 cô ạ. Số 1. Ok. Vậy thì let's see if the who is the winner. 1. Yes. Đó là... Không nhìn đã biết rồi. Đến mò mà. Mình sẽ chuyển sang round thứ 3 nha. Mọi người hãy tập trung. Anh Thái hãy tập trung nào. Vâng ạ. Ok. Không. Okay, where is the glass of beer? Là số 5. Số mấy? Số 5 ạ. Số 5. Okay, let's see if it's the in the box 5. Không. Ok, các bạn sẽ phải nhớ rằng là sẽ phải trả lời bằng tiếng Anh cho cô nha. Mình đang học tiếng Anh mà, vì vậy là mình phải tận dụng hết mức thời gian mà mình có thể được học tiếng Anh và trả lời bằng tiếng Anh để cái khả năng giao tiếp của mình có thể tốt hơn. Ok, you have to answer in English. Ok, let's move to the next round. Where is the bear? Can anyone remember it? Where is the bear? Ai phải trả lời nhỉ? Nào các bạn gửi câu trả lời của mình vào box chat cho cô nào. Gia Bảo là số 4. Ok. Việt Khoa và anh Thái trả lời cho cô nào. Số 4
Con anh trả phản lời và bóc phép phần tin nhắn cô ạ. Con gửi trong phần tin nhắn cho cô ạ. Yep. Anh Thái trả lời vào tin nhắn cho cô nào. Cô đang chờ anh Thái trả lời câu này nha. Số 4. Ok. Let's see who is right. Anh Thái đã thay đổi câu trả lời là số 3 đúng không? Ok, let's see. Ok, vậy là ta bảo các bạn nhớ nhầm một xíu đúng không? Ok, where is the sharks? Phong. Trả lời đi, trả lời vào câu, vào box chat đi. Vẫn tìm từ hồi. Ok. Let's quickly, you have to answer it quickly. Để xem ai nhớ được nhiều nhất nào, ai nhớ giỏi nhất nào. Anh Thái trả lời nào. Anh Thái đâu nhỉ? Ok. Ok, the right answer is for the chopping in box. Oh. Ok. Phải làm như thế đủ chưa nhỉ? Các bạn ơi, cô hôm nay rất là tuyên dương các bạn vì đã tập trung học, nhưng mà mình sẽ phải tập trung hơn nữa bây giờ vì phần này sẽ là phần các bạn thực hành. Phần khó hơn một xíu, nên là cô mong các bạn sẽ tập trung và mình sẽ luyện đọc nha. Cô sẽ đọc mẫu cho các bạn nha. One day, an old woman makes a gingerbread bread. Gingerbread man, when it is ready, the old woman wants to eat him. But the gingerbread man laughs and runs. Run if you can't. You can. You can't catch me, I'm the gingerbread man. The old woman is angry, she chased him. The gingerbread man meets a cat. The cat wants to eat him, but he runs away. He runs to the river. He wants to cross the river, but he can't. But he can't swim. There's a fox near the river. I can swim, says the fox. She's on my head. The gingerbread man sits on the fox's head. The fox starts to swim. The water is deeper now, says the fox. You must sit on my nose. The gingerbread man sits on the fox's nose, and the fox opens its mouth and eats him. Các bạn có hiểu được câu chuyện này không? Hello? Do you guys understand the meaning of the gingerbread man? Hello? Cô mời bạn Gia Bảo đọc cho cô nào. Repeat. Repeat cô nha, đọc theo cô nha. Okay? Yes. One day, an old woman makes a gingerbread man. One day, an old woman makes a gingerbread man. One day, an old woman makes a gingerbread man. One day, an old woman makes a gingerbread man. When it is ready. When it is ready. The old woman wants to eat him. The old woman wants to eat him.
But the gingerbread man laughs and shouts. But the gingerbread man laughs. Laughs. And shout. Run, run, run if you can. Run, run, run if you can. You can catch me. You can catch me. I'm the gingerbread man. I'm the gingerbread man. The old woman is angry. The old woman is angry. She chases him. She chases him. 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 Okay, cô mời bạn Anh Thái đọc cho cô phần tiếp theo nào. Mở mic lên và đọc theo cô nha. Con thưa cô là The green bread man meets a cat. The cat wants to eat him, but he runs away. He runs to the river. He wants to cross the river, but he can't swim. Okay. There is a fox near the river. I can't swim, says the fox. Sit on the chair. The green bread, river bread man sits on the fox's ear. The fox starts to swim. The water is deeper now, says the fox. You must sit up on my nose. The green bread man sits on the fox's nose and the fox opens its mouth and eats him. Open its mouth and eat him. Ok, cô mời bạn Việt Khoa nào đọc toàn bài cho cô nào. One day an old woman makes a gingerbread. Ok, ok, slow down. Từ từ từ, slow down. Gingerbread man, đọc theo cô. Gingerbread man, đọc gingerbread man. Ok, mình không cần phải đọc quá là nhanh, mình cần đọc từ từ rõ chữ và đọc đúng. Ok, không biết từ nào sẽ phản hỏi cô luôn và mình để cô sửa cho nha. Ok, đọc lại nào. One day an old woman makes a gingerbread man. When it is ready, the old woman wants to eat him, but the gingerbread man laughs and just run. If you can catch me, I'm the gingerbread man. The old woman is angry. She stresses him. The gingerbread man is a cat. The cat wants to eat him, but he runs away. He runs to the river. He went to cross the river. River. There is a fox near the river. I can swim. Thái ơi, Việt Khoa ơi.
River, not river. 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 Okay, river. There is a fox near the river. There is a fox near the river. Okay. I can swim, says the fox. Sit on my head. The gingerbread man sits on the fox's head. The fox starts. Viết khoa. Stop and you repeat this word. Head. Head. Head, not here, okay? Head. Head. Head là cái đầu mà, hear là nghe mà, nhầm mà. Sits on the fox head. Yeah. Nào, tiếp tục đi. The water is deeper now, says the fox. You must sit on my nose. The gingerbread man sits on the fox's nose, and the fox opens his mouth and eats him. Okay, vậy là các bạn đã đọc xong và cô sẽ đọc lại một lần nữa nha. Các bạn sẽ phải nhẩm theo cô, tắt mic và nhẩm theo cô nha. Cô sẽ kiểm tra đấy, cô sẽ nhìn qua màn hình đấy. Bạn nào mà không nhẩm theo là cô sẽ phạt đấy. Ok? Ok thì bật like cho cô một cái nào. Ok thì like nào. Ok thì giơ tay cũng được. Nếu ai ok thì giơ tay nào. Bạn nào mà không tập trung, mà không lắng nghe và không lặp lại theo cô mà cô biết được thì cô sẽ phạt đấy. Ok không? Viên Khoa, nếu mà không ok thì là nếu mà ok thì là giơ tay lên giống các bạn đi. Ok, vậy là tắt được rồi và cô sẽ bắt đầu đọc. Mọi người sẽ phải tập trung lắng nghe nha. One day, an old woman makes a gingerbread man. When it is ready, the old woman wants to eat him. But the gingerbread man laughs and shouts, "Run, run, run if you can. You can't catch me. I'm the gingerbread man." The old woman is angry. She chases him. The gingerbread man meets a cat. The cat wants to eat him, but he runs away. He runs to the river. He wants to cross the river, but he can't swim. There is a fox near the river. "I can swim," says the fox. "Sit on my head." The gingerbread man sits on the fox's head. The fox starts to swim. "The water is deeper now," says the fox. "You must sit on my nose." The gingerbread man sits on the fox's nose, and the fox opens his mouth and eats him. Okay, cô mời bạn Gia Bảo dịch cho cô đoạn 1 nào. Dịch sang tiếng Việt cho cô đoạn 1 nào. Một ngày. Một người phụ nữ. Một người phụ nữ. Làm bánh gừng. Làm gừng. Gingerbread là bánh gừng. Ok. Tiếp đi. When it is ready là gì? Ready là gì? Ready là ready. Không biết gì. Ready là bắt đầu, sẵn sàng. Các bạn mở vở ra và ghi từ vựng vào cho cô nào. Mở vở ra, ghi từ vựng vào. Rồi coi. Ok. Ready.
bắt đầu làm bánh. Nha. Chấm sẵn sàng. Sẵn sàng. Ready là sẵn sàng. Sẵn sàng. Gingerbread là gì? Bánh gừng. Người phụ nữ. Gingerbread. Ăn. Bánh gừng. Laughs and run. Runs away là gì? Run. Run. Lấy cụm bên này này. But he runs away. Run away. Là gì? Là bỏ chạy. Một cụm từ nha. Cụm động từ. Deeper là gì? Deeper. Ở đời cậu. Deep. The water is deeper. Là gì các bạn nhỉ? Là có nghĩa là sâu hơn. Và từ bắt nguồn của nó là deep. Sâu. Ý là mặt nước sâu xong rồi là cái hố sâu ý. Các bạn có hiểu không? Có. Ok. You must sit on my nose. The gingerbread sits on the fox's nose. And the fox opens its mouth and eats him. Ok, bạn nào có thể dịch cho cô đoạn này nào? Cô mời bạn nào? Việt Khoa nào? Con chưa biết cái gì cô ạ. Vậy cô dịch cho các bạn nha. Và một ngày một người phụ nữ làm một chiếc bánh gừng. Và sau khi nó đã được làm xong thì người phụ nữ muốn ăn nó, ăn cái bánh gừng ấy. Eat him là cái bánh gừng này này. Nhưng mà sau đấy thì người bánh gừng đấy cười và hét chạy. Nếu bạn có thể, bạn không thể bắt được tôi là người bánh gừng. Và sau đấy thì người phụ nữ rất là tức giận, bà ấy đuổi người bánh gừng. Ok. Sau đấy người bánh gừng gặp một con mèo. Đây chính là nó, con mèo này. Con mèo muốn ăn cái bánh gừng đấy. Sau đấy thì cái bánh gừng bỏ chạy. Hiểu không? Và sau đấy thì người bánh gừng lại chạy đến river. Là chạy đến cái sông này này. Anh này muốn qua cái sông. Nhưng mà anh ta không biết bơi. Ok? Và sau đấy thì gần hồ có một con cáo. Trong con cáo phải bảo là tôi có thể bơi. Cứ ngồi lên đầu tôi đi. Người bánh gừng ngồi lên đầu của con cáo và con cáo bắt đầu bơi. Sau đấy thì con cáo bảo là mực nước đang sâu hơn và người bánh gừng phải ngồi lên cái mũi của nó. Thì người bánh gừng cũng ngồi thật, nhưng mà sau đấy thì ngồi lên cái mũi của nó và bị con cáo mở miệng và ăn mất luôn. Mọi người hiểu không? Hiểu ý nghĩa không? Có cô ạ. Ok. Vậy thì ai có thể dịch lại cho cô nào? Giơ tay đi, raise hand. Raise hand if you know how to translate it into Vietnamese. Ok, cô mời bạn Anh Thái dịch cho cô nào. Con thưa cô là một ngày có một người phụ nữ làm một cái bánh gừng. Sau đó là khi làm xong là người phụ nữ định ăn cái bánh gừng đấy, nhưng mà cái bánh gừng lại bảo là chạy nhanh lên. Sau đó là cái bánh gừng nó
đang chạy thì gặp một con mèo. Con mèo cũng muốn ăn chú và nó bắt đầu chạy theo. Bỏ chạy không phải chạy theo ở đây. Đuổi theo. Bỏ chạy mà. Các bạn đã ghi từ vựng bao giờ chưa? Sau đó là người bánh cưng à? Chuẩn bị đi qua một con sông thì không biết bơi. Ở gần đó có một con cáo và nó bảo tôi biết bơi. Hãy ngồi lên đầu tôi đi. Rồi con cáo bắt đầu bơi. Rồi con cáo bảo là mực nước đang dâng lên, hãy ngồi lên mũi của tôi đi. Thế là người bánh cường ngồi lên thật. Rồi con cáo mở to miệng rồi ăn luôn người bánh cường ạ. Ok, rất là tốt. Cô mời bạn Gia Bảo là dịch cho cô nào. Một người phụ nữ là một cái bánh gừng. Người phụ nữ chuẩn bị sẵn sàng ăn thì cái bánh gừng bảo là chạy 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 đuổi theo tôi đi. Bạn không thể bắt tôi là người bánh gừng. Tôi là cái bánh gừng, người phụ nữ tức giận và bắt đầu đuổi bánh gừng. Ok, tiếp đi. Người bánh gừng chạy thì gặp một con mèo. Con mèo muốn ăn cái bánh gừng lên. Nhưng người bánh gừng bỏ chạy. Nhưng cái bánh gừng bỏ chạy. Ok. Đến một con sông. Cái bánh gừng không biết bơi. Đúng rồi. There is a fox near the river. Có một con cáo đang bơi giữa sông. Con cáo bảo hãy nhảy lên đầu tôi đi. Sao nữa? Ừ. Người bánh gừng bắt đầu ngồi lên đầu con cáo và con cáo bắt đầu bơi. Sau đấy con ngọc mới bảo là mực nước sâu quá, sâu hơn lúc nãy rồi thì người gừng sẽ phải ngồi lên cái mũi của nó. Và người gừng ngồi thật, người gừng rất là ngây thơ ngồi thật và bị con cáo nó ăn thịt mất luôn. Ok. Can anyone repeat in English for me? Cô mới Gia Bảo đọc luôn cho cô bằng tiếng Anh nào. Đọc cái gì? One day an old woman makes a gingerbread man when it is ready. The old woman wants to eat him, but the gingerbread man loves and shouts, run, if you can't catch me, I'm the gingerbread man. The old
woman is angry, the chase him. The gingerbread man meets a cat. The cat wants to eat him, but he runs away. He runs to the river. He wants to cross the river, but he can't swim. There is a fox near the river. I can swim, says the fox. Sit on my head. The gingerbread man sits on the fox's head. The fox starts to swim. The water is deeper now, says the frog. The frog, you must sit on my nose. The gingerbread man sits one on the fox's nose, and the fox opens his mouth and eats him. Okay. Vậy là buổi học của mình đến đây là hết giờ, và cô sẽ giao cho bài tập các bạn về nhà đấy là làm phần 4. Phần tiếp theo của trong sách bài tập, đúng không? Được chưa các bạn ơi? Được. Làm phần 4 nha, và phần 3, à phần 2 trong cái sách workbook ấy. Đây, để cô nhắn vào bóng chat nào. Homework này bạn sẽ phải nhớ để làm nha. Chiều mai mình học tiếp đúng không? Vâng. Là bài 4. Part 4. Nhiều đấy nhỉ? Trong sách là trang bao nhiêu ấy? Các bạn đọc cho cô nào. Alo. Phần 4 ở trang 78. Theo là Classbook nha. Phần 2 của trang 71 và 72 bên workbook. Page 72 workbook. Các bạn sẽ phải đặt câu cho cô. Đặt câu với các từ mà mình đã học ấy. Các bạn từ nào nào? Catch, meet, shout, out, cross, gì nữa nhỉ? Flower, chase, love, love. And một từ nữa là meet. This meet rồi mà. Catch. Catch rồi, ok, done. Catch is already have. We have shout, chase, cat, meet, cross. Ok, cross. Đấy, bài tập về nhà, và chiều mai cô sẽ kiểm tra nha. Vâng. Các bạn sẽ phải làm và chụp cái bài của các bạn lên trên page Facebook ấy, các bạn biết cái page này đúng không? Có. Ok, sẽ phải nộp 3 bài đấy cho cô. Cô gửi đây.
Ok, bây giờ buổi học của chúng mình đến đây thôi. Và cảm ơn các bạn. Thank you for enjoy the lessons. And hope that we have the same in tomorrow. And you have to done all the homework. Ok? Yes. Goodbye, teacher. Goodbye. Bye-bye. See you later. See you tomorrow. Goodbye, teacher. Bye-bye. Anh Thái, chào cô nào. Goodbye, teacher. Bye-bye. See you tomorrow.